Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cục máy CD90 lên cái này, mình sẽ nổ máy cho anh em nghe thử nha. Okay, mình đã ráp lên cái khung thần thánh của mình, bây giờ mình sẽ test máy nổ cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ đạp chân rồi mình quay tay cho các bạn nha. Một cái là nổ anh. Máy rất là êm nha các bạn, nó gắn cái bồ vô để nghe tiếng êm cái máy, chứ không gắn cái bồ là nó nghe ốc 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 là không không nghe được tiếng tiếng êm của máy. Giờ mình test máy. Máy rất là êm nha các bạn. Đó là mình phải đút cái bô vô thì cho nó êm. Đây ra. Đó. Nếu cục máy này là test ok hết nha các bạn. Test cái là máy của mình là trước khi mà rã trên xe ra quay tiếng máy nổ trước. Rồi giờ có nhiều anh em hỏi là muốn nghe lại nữa. Đó rất là đơn giản các bạn, đâu có gì đâu, gắn IC với mua sườn vô là nổ thôi. Đó, gắn cục IC vô. Thế còn mua sườn nữa là anh nổ thôi. Này chế xe bốn bánh rồi bạn. Cái này ha, ráp riêng cái làm bốn cái bánh rồi nữa, cái ngồi lên chạy hết rồi. Bỏ số chạy à, rồi máy rất êm nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Viên Xe Cúp. Bây giờ đây là hai cái cục máy dành cho anh em chơi xe hai dòng khác nhau nè. Cục máy này là xe cúp nha, cúp 8670 đời 97 cúp nổi kìa, đó là con đó các bạn. Còn đây là con CD90, CD90 đời 97 đó. Hai cục này là hai cục xe kho hả? Đó nè, đầu 13 này, đầu cao phải không? Đó. Hai cục này là nguyên zin nha, cục này cho anh em lên xe cấp 50 muốn lên 70 hay là lên cục 70 zin hay là lên nằm lên cốt các bạn, hoặc là gắn DD, con này là hiếm nhất nha. Con này là dành cho anh em CD90 đúng không? Thì anh em muốn lên xe gì lên, bây giờ biết nói sao vậy? Gắn 67 nè, CD nè, CL nè, lên cục này là hiếm nhất. Hai cục này nguyên zin 100%. Chưa máy móc chưa đụng chạm anh em. Cái phần hơi này chưa mở ra, phần hơi này chưa mở ra nha. Hai cục này hiện tại mình đang nhận sẵn lẻ, anh em có nhu cầu lấy phần nào? Ok, anh em liên hệ, ví dụ là cặp lốp nồi mang cá hay là cục hơi, hay bình xăng to, hay là lốp giữa, hay là dây, hay là nồi, một số. Đó, cục này cũng vậy. Anh em muốn lấy cái nào là mình ra lấy cái đó nha. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em nha. Đó, bình xăng to 7 màu nè các bạn. Bình xăng to 7 màu nha. 7 màu nè các bạn. Này, đầu hơi nè. Rất là đẹp luôn nè. Sơn zin đầu vẫn còn luôn nè. Nha, sơn zin đầu còn nè. Đó. Đầu bên mình chưa vệ sinh nha nè. Đó nó vẫn còn dơ. Để mình sẽ vệ sinh sạch sẽ nè coi. Chưa vệ sinh đâu. Dơ nè. Này, mang cá nè. Mang cá sơn zin nha các bạn. Mang cá sơn zin. Đó, máy nè. Rất là đẹp luôn nè. Chưa có chà rửa gì, vẫn còn mặt móc luôn nè, chưa chà rửa nha. Chưa thấy các bạn, chưa mở nha, đầu đầu chưa mở nè. Đó đầu nè. Máy bao em cho anh em nha. Đây. Đấy, nồi nè. Nồi nè. Đó, sơn zin nha anh em. Sơn zin nha bạn, sơn zin. Đó. Côn quá nhẹ luôn. Đó, bình xăng con nè, 7 màu thấy không? Này mà lên xe 67 là nhức nách nha, tuyệt vời mặt trời nha anh em. Đó. Sạch sẽ rồi. Đó. Đó, sạch sẽ rồi thôi nè. Rồi, đây cục CD90 nha. Cái này là cục 870. Rất là đẹp luôn nè. Đó. Con này mà anh em lấy con xe DD là nhức nách. Hoặc là xe cấp 50 muốn lên mạnh lên 70 hoặc là 70 về về zin. Mà nhức nách nè, bình xăng con này. Đó. 7 màu luôn, trắng sắt nhức nách. Đó, trắng hiếu rồi anh em. Nè, trắng thao luôn nè. Cái đầu này là nguyên zin nha các bạn. Đó, nguyên zin nha. Chưa tẩy rửa số gì nha các bạn. Đó, chưa hề động chạm. Đây là máy kho các bạn. Anh em nhìn qua lăng bên nữa đi, trắng chặt nè, thấy không? Đó, bộ qua lăng bên nữa này gắn xe số 7 là ngon nè. Đó, anh em nào có nhu cầu lên xe số 7 là gắn bộ qua lăng bên nữa này nha. Cục 2 à, đó, cục 2 70. 70. Máy nè, rất là đẹp nha các bạn, bình xăng con. Máy rất đẹp nha. Đó. Lên là nhức nách mặt trời. Mang cá đầy đủ nha các bạn. Mang cá đầy đủ. Đó, rồi, cục 70 với cục 90, anh em muốn lấy cục nào? Anh em nhắn tin trong Zalo số điện thoại của mình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì nhớ lên ở Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp mình shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao hàng nhà các bạn. Tôi là chỉ việc chốt ship hàng sau không ship code cho anh em. Có cập nhật mình qua CD 67 như cấp anh
đồ có đủ nè. Đó, bên mình rất là nhiều đồ nha. Anh em muốn mua món nào cũng nhắn tin Zalo với mình nha các bạn. Nhắn tin Zalo với mình. À, hỏi bên mình sẽ báo giá nha. Các bạn thấy nào? Hỏi mình sẽ báo giá cho các bạn. À, anh em nhớ bấm nút đăng ký video để theo dõi từng video phụ tùng viên xe cấp thường xuyên của mình. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ tùng viên xe cấp nha. Anh em nhớ bấm nút đăng ký video để theo dõi từng video phụ tùng viên xe cấp thường xuyên các bạn. Ở đây chúng ta có 3 cái bô nha. 3 cái bô zin dành cho anh em gắn xe nha. 3 cái bô dành cho anh em gắn xe. Bô anh em gắn cho xe 81-86 custom DD. Đó, đèn cầu này vuông, dành cho anh em gắn xe 70-90 phân khối các bạn. 70-90 phân khối nha. 70-90 phân khối là cái cổ này nó to và cái lỗ đít nó nhỏ. Còn 50 là cái lỗ đít nó to và cái cổ nó nhỏ các bạn. Đây là 3 cây hàng đẹp siêu khủng dành cho anh em lên xe, lưu ý giúp mình nha. 3 cây đẹp siêu khủng, một cây là 98%, một cây là 95%, còn bô khoảng 70-80% thì nằm trong kia. Đó, nó có sét, nó có sét thì rỗ đi xíu bạn. Đó, cổ nó rỗ vậy đó. Là tầm 70-80%, giá rất là mềm. Thì video này mình chỉ quay những cây đẹp, anh em nào có nhu cầu lấy cái rẻ thì mình sẽ coi cái kia. Còn xe lên siêu khủng, xe từ 40-50 triệu tới 100 triệu là gắn cái bộ này nha. Đó, thì cái cây này mà so với cây trong bịch 100% thì cây 98% mà rất là đẹp nha. Đây, mình sẽ quay kỹ cho anh em coi. Đó, anh em nhìn thấy cái cổ này, rất là đẹp luôn nha. Cái vỉ trong nóng là 3 cây là rất đẹp. Cổ 3 cây này rất là đẹp luôn, không có bị xé. Anh em phải nhìn, inox là sáng lố nè. Đó, inox sáng lố nè. Phần đít bên trong. Mình coi 3 cây này gần như mới anh em. Đó, rất là đẹp nha. Mấy cây này là hàng siêu khủng rồi. Vậy thì 3 cây này nó khác nhau chỗ nào ạ? Cây này 98%, hay là 95% đúng không? Nó khác nhau ở cái cây này là nó lấn o từ trước ra sau. Còn hai cây này nó có hai vết thẹo. Đây là cái số 2, nó vết thẹo tí xíu này. Tí xíu này. Đó, nó cái giò đập nó gạt. Và cái cây số 3 thì tí xíu này. Đây mình nghĩ là nếu mà có máy đánh á, mình đánh cái là nó lấn o như này là không thấy rồi. Nhưng mà đây là có số là có số bình thường. Chứ những cái cây mà cây kia là nó số ác tiếng nữa các bạn. Rất là mềm luôn. Đó, thì ba cây đây nó khác nhau như vậy thôi các bạn. Cây đây gần như là mới trong bịch luôn nè. Đó, so với cây trong bịch là ok nha. Rất là đẹp nè. Đó, sao? Ba cây đây dưới bụng đều là đẹp hết nha. Đó. Đẹp hết các bạn. Này, thấy không? Lăn o. Lăn o này. Nhìn ba cây này nhìn nhiều khi nhìn thấy cái nào cái nào luôn. Đó. Rất là đẹp nha. Đây là phần đít anh em được đang coi phần đít nha các bạn. Phần đít của bô các bạn. Cổ bô. Đó. Đây là phần đầu, đây là bộ zin tháo xe các bạn. Đó, coi cái bụng này. Rất là đẹp nha các bạn. Thì là phương thức mua hàng bên shop của mình. Là những em nào ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao về nhà cho các bạn. Lưu ý là chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Tất cả những mặt hàng bên shop mình bán là chỉ tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Lưu ý cho mình nha, không ship code nha. Đó, anh em ở khu vực Sài Gòn thì qua trực tiếp bên shop lấy. Ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Đó, trong khu khổ 3 kg 70 với 90 dành em lên xe cọp. Đó, 70 90 vừa và bên này là 50. Đó, thì những cây này mình đã quay hết rồi. Anh em cần coi cây nào thì nói cho bạn. Đó, rất là nhiều thứ mà chưa có thời gian để quay cho anh em luôn nè. Cục máy CD90, anh em có nhu cầu tốt nha. Với lại 86 70. Siêu đẹp luôn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Nhớ bấm nút đăng ký video để theo dõi từng video phụ tùng viên xe cấp nha.